Không biết mọi người thấy thế nào, nhưng mình thấy mỗi khi mà con trai đi cặp bồ thì chị em lại nhảy vào chửi là đàn ông tồi tệ, lăn loàn các kiểu, dùng đủ mọi ngôn từ miệt thị xúc phạm người đàn ông đi cặp bồ đó. Còn khi mà con gái đi cặp bồ cắm sừng á, thì lại cho là có lý do khó nói, cặp bồ là do có nỗi khổ riêng. Vậy thì cùng nghe xem nỗi khổ riêng của vợ mình là gì khi mà cắm cho mình một cái sừng tuần lọc nhé. Chào mọi người, mình là Quân, mình năm nay 23 tuổi. Vợ mình À không, chính xác hơn là vợ cũ của mình kém mình một tuổi. Hai đứa mình yêu nhau và kết hôn được hai năm. Hai đứa có với nhau một em bé kháu khỉnh rất giống mình. Sau khi sinh con khoảng được một năm, thì vợ mình bắt đầu đi làm lại. Người ta nói không sai, gái một con trong mòn con mắt. Khi vợ mình đi làm lại thì không ít kẻ nhìn vợ mình với ánh mắt thèm khát, đê tiện. Mình nhận thấy điều đó nên có nhắc nhở vợ khi đi làm thì chú ý đừng gieo tương tư cho người khác. Vợ mình cũng chỉ cười rồi bảo chỉ yêu mỗi mình mình và con thôi. Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ. Trong một lần vợ mình đang thay tắm cho con, thì điện thoại của vợ có tin nhắn báo đến. Bình thường mình chẳng xem đâu, nhưng hôm đó không hiểu sao, mình lại tò mò ngó qua xem là ai nhắn tin đến. Lúc nhìn vào màn hình điện thoại, thì mình chết đứng khi thấy dòng tin nhắn. Em yêu của anh đang làm gì đó, cuối tuần này có thể cho anh ôm em một chút được không? Anh nhớ em quá. Ngay lập tức, mình mở điện thoại ra và xem nội dung trong cuộc hội thoại đó. Vợ mình lưu tên Zalo của kẻ đó là Phò Mã. Bên trong là hàng loạt những tin nhắn gợi dục phản cảm mà mình không thể nào chấp nhận được. Bên cạnh đó, vợ mình còn chụp ảnh vợ đang mặc những bộ đồ nội y nhạy cảm gửi cho nó. Tên đó dùng những ngôn từ thô tục để bày tỏ sự thích thú. Đúng lúc đó, vợ mình đang ra ngoài thì mình liền tắt điện thoại vợ để để lại chỗ cũ. Vợ mình đi ra cười nói với mình như bình thường. Mình cũng cố gắng ngượng cười nhưng trái tim mình lúc đó đau như bị ai dẫm đạp lên vậy. Tối hôm đó, ôm vợ ngủ mà lòng mình nóng như lửa đốt. Mình muốn bắt quả tang và dạy cho tên đó một bài học. Ngay ngày hôm sau vợ mình đi ra ngoài, mình liền gọi cho hội bạn của mình đi theo để đánh ghen. Bạn mình tuy ít, nhưng cũng toàn là dạng máu chó, có thể sẵn sàng cho tên kia nhập viện với tình trạng thiếu đi vài ngón chân ngón tay. Lúc vợ mình vào trong phòng khách sạn, đám bạn của mình cũng muốn la vào bắt quả tang ngay. Thế nhưng mình cản lại, vì muốn hai người đó quấn vào nhau rồi la vào bắt quả tang sau. Khoảng 10 phút sau thì những âm thanh dâm tục trong căn phòng đó bắt đầu phát ra. Lúc này, mình liền nhờ Lễ Tân mở cửa lao vào, chạy vào trong thì vợ mình đang ngồi trên tên khốn kia. Đám bạn của mình lao vào, lôi vợ mình ra tác, cho mình xử lý rồi lao vào đám tên kia. Tên kia lấy chăn trùm mặt lại nhưng vẫn bị đám bạn của mình dùng gậy vụt lấy vụt để. Vợ mình định lao vào can thì bị mình cho một cái bạc tay nên ngồi im không dám động đậy mình tiến tới, lật cái chăn ra xem cải cặp với vợ mình là ai. À, cái đó lại chính là bạn thân mình. Bảo sao khi mình gọi nó có việc gấp thì nó kêu ốm, hóa ra là ốm để lăn loàn với vợ mình. Lúc này, mình đã không thể giữ được bình tĩnh, liền đấm liên tục vào mặt tên khốn đó. Mình đấm tới nỗi máu từ miệng hắn văng lên ướt cả cái chăn, sóng mũi thì gãy lệch sang một bên. Đám bạn của mình lấy đồ ra đòi cắt gân tên đó, nhưng mình cản lại. Nó lấy bật lửa, đốt lông chỗ đó của tên khốn đó. Nhìn tên đó dãy dùa khi đốt lông con sâu bướm mà mình chẳng thấy thoải mái hơn chút nào. Cuối cùng, mình xúc cho nó một cú rồi bỏ về. Sau chuyện đó, thì mình và tên đó chẳng có bạn bè gì nữa. Còn vợ mình, thì mình đưa về nhà bố mẹ vợ nói chuyện ly hôn. Bố mẹ vợ xin mình đừng bỏ vợ, nhưng mình chỉ lắc đầu rồi ra về. Hai đứa mình ra tòa và mình giành được quyền nuôi con. Qua đây, mình cũng nhắn gửi tới các bạn nữ thích biện hộ cho việc ngoại tình, Đàn nào thì cũng là đàn Nhưng ngoại tình đều là do nốn lừng Chứ chẳng có nỗi khổ nào ở đây cả Cả những thằng chỉ thích Chăm nhe vợ người khác Chúng mày cũng cẩn thận có ngày bị cắt gân đấy Mình xin hết ạ à. Em thật sự không ngờ Trên đời này lại tồn tại một nghịch lý y như trong chuyện tấm cám luôn Mà đó lại xảy ra với chính người bạn thân Cũng là hàng xóm của em Bạn thân em tên Trâm Đúng chẳng con nhà người ta luôn Người gì vừa sinh, dáng chuẩn, học siêu giỏi Lại đảm đang việc nhà Nếu nó là con gái của mẹ em Chắc sẽ được nâng niu như trứng Nhưng xui xẻo thế nào Mà nó lại mất mẹ Ba nó đi thêm bước nữa với một mụ dì ghẻ siêu hãm Ba nó và dì ghẻ nó lấy nhau được 6-7 năm rồi Và thêm được ba người con Bà mẹ kế phải xưng danh nữ hoàng bánh tráng Vì bà ta trở mặt ghê lắm Trước mặt ba châm thì luôn tỏ ra hiền lành, chăm sóc nó Chứ sau lưng thì xem châm như một con ô không công Ba châm thì đi làm xa thường xuyên Cũng chẳng có nhà để bênh vực nó Ngày nào con bạn em cũng dậy từ lúc 5 giờ sáng Làm hết việc nhà Từ giặt rũ, rửa chén, quét dọn Nấu ăn sáng cho cả gia đình Rồi mới được đi học Trong khi ba châm làm ra rất nhiều tiền Nhưng tiền ấy mẹ kế lại nắm hết Và chỉ chi tiêu cho các con riêng của bà ta mà thôi Con em của châm mới lớp 9 mà đã chạy hẳn cả SH, trong khi Trâm phải đạp một cái xe đạp cà tàng đi học với lý do chưa đủ tuổi để đi xe máy. Ủa alo, có ai thấy sai sai gì không? Em chỉ cầu cho con bé đi SH ấy bị công an giao thông thổi vì không đủ tuổi cho hả giận. Không chỉ gì ghẻ, không xem bạn em là con, mà cả ba đứa con của bà ấy cũng không xem Trâm là chị. Con bé nhà bên đó nhỏ hơn Trâm hẳn 7 tuổi mà bắt nạt bạn em như con nó có bữa đang đi nhậu với bạn trên đường Vừa thấy bạn em, nó nghênh mặt lên bảo Con châm kia, mày lo về nấu cơm rồi đi làm ô xin nhà cho mẹ tao Em thấy mà nóng máu thay cho bạn em Nên mới bảo Này bé, bé nhỏ hơn tụi chị 7 tuổi đấy Theo vai vế, mày cũng là em con châm thôi Đừng có mà láo kiểu đấy Nói lý không lại em Thì nó lại muốn dùng vũ lực Hôm đó nó hẹn em đi đánh nhau Nghe khí thế lắm Nào là Mày có bao nhiêu cứ kéo hết ra đây Tao chấp hết Xóm này tao không sợ thằng nào con nào hết Em chỉ cười nhẹ Em rủ hẳn anh chị em Và có cả con bạn em là con Trâm ấy ra nữa Tổng cộng được 30 người Mấy đứa nhóc em cùng cha khác mẹ của Trâm Và bạn bè của nó Vừa thấy đã dén Vì nó chỉ tập hợp được 6 người Nhưng em cũng là người lớn Lấy đông hiếp yếu Thì giang hồ xem em là gì Một mình em, em chấp hết 6 đứa trẻ danh đấy À quên giới thiệu từ trước Chị đã đen karate thì cưng còn dám bố láo không Nhưng mà thằng nhóc đấy Lại chơi trò đánh lén em Định nhân lúc em sơ hở Để lấy cát trọi vào mắt em May mà Trâm nhìn thấy Trâm liền nhanh chóng tháo giày Gõ vào đầu thằng em cùng cha khác mẹ của nó Một phát đau điếng Khiến nó ôm đầu Không thể đánh lén em À ha ha Cô tấm ngày xưa rơi giày để được gặp hoàng tử Còn cô tấm ngày nay tháo giày để gõ đầu kẻ xấu Thôi thì cũng vui Kết cục quân ta toàn thắng Quân địch bị đánh te tua Từ đó hết giảm láo với cái châm Nhưng quân địch vẫn cay Nên về dồn đại với cả xóm Là em giang hồ hút chích Thế mới buồn cười chứ Em cũng chẳng thèm thanh minh gì Vì mọi người nghĩ xem Lời nói của một đứa con nít như nó Thì nặng bao nhiêu kg Ai mà thèm tin nó Lớn hơn một chút Châm dọn ra ngoài ở riêng Thế là một cuộc sống tự lập, tự do sung sướng ba mẹ ghẻ thì giờ đây phải làm hết việc nhà cung phụng cho lũ con lười biếng nhớt nhây được nuông chiều từ nhỏ Mỗi lần em đi ngang nhà vẫn hay nghe bà quát mấy đứa con ruột của bà là hư hỏng lười biếng chẳng biết phụ giúp gì em nghe mà sướng hết cả tai thế là nghiệp của thật rồi mọi người ơi Xin chào mọi người, hôm nay em xin kể lại câu chuyện đi đánh nhau đầy mùi mắm tôm, mắm nêm, wasabi của em nhân tiện nhắn gửi đôi lời với hiếu cụ tên minh xem lại cái nét của mình đi anh ạ chuyện tình của em và anh minh bắt đầu từ tình bạn đi lên bọn em cứ liên tục côn cho nhau mỗi tối ngày nào cũng cùng nhau cười như điên luôn dần dần bọn em có tình cảm và ngay lúc anh minh tỏ tình em đã đồng ý luôn gia đình hai bên cũng biết chuyện của bọn em và vô cùng ưng thuận thậm chí anh minh còn gọi mẹ em là mẹ nữa cơ mẹ em thì vui vẻ ra mặt nhưng niềm vui không kéo dài lâu Bỗng nhiên một ngày em phát hiện ra được những tin nhắn mùi mẫn đòi quay lại giữa anh và người yêu cũ. Em điên tiết lên, ngay lập tức điều tra thông tin cô gái nhắn tin ấy. Em chưa kịp đe dọa gì nhiều, thì cô ta đã khai ra là cô ta chẳng phải người yêu cũ gì cả, mà là bạn thân của anh Minh thôi. Anh Minh nhờ cô ấy nhắn tin giả danh là người yêu cũ đòi quay lại như thế để có cớ chia tay em. Em lúc đó kiểu, ủa alo, não anh có vấn đề gì không? Sao làm chi phức tạp ghê vậy? Ok, chia tay thì chia tay thôi, việc gì phải bày mưu. Sau khi chia tay xong thì em biết lý do anh Minh đá em vì là một con nhỏ xấu xí, có lỗ mũi như lỗ mũi trâu. Thế hóa ra là em bị cắm rừng à? Đã thế tiểu tam còn xấu hơn cả mình. Cái thế, em liền inbox cho con bé đó, nhắn gửi đôi lời rằng cẩn thận anh Minh là cha nam. Của ôi nên em mới đá. Em ấy thích thì cứ bâu vào. Em đã có ý tốt cho nó chút kiến thức bổ não, nhưng nó không biết ơn, lại còn vênh giọng thách thức em kiểu có không giữ, mất từng tiếc. Tức quá, em liền kéo theo hai bà chị xã hội có tiếng đi cùng đến tận nhà con bé đấy để nói chuyện bằng cơ học. Hôm đi bắt quả tang con bé đó cùng anh Minh tăng tiệu ở nhà nó, em có dẫn theo cả mẹ và dì hai của anh Minh nữa. Vừa đến phòng con đó, ghé sát tai thì rõ là hai tiếng người họ đang trải bài. Em nóng máu, đập cửa xông vào, tiểu tam ung dung, nằm đắp chăn nhìn em và nhích mép. Mẹ và dì hai của anh Minh Thì lã lôi anh ấy ra ngoài và mắng Thằng kia mày đi về nghe cho tao Sao mày yêu đương gì lung tung thế này Hả cái thằng đầu đất này nữa Giờ chẳng còn ai bảo vệ con tiểu tam mày nữa Em liền lao vào Nắm đầu con tiểu tam ấy Rồi tát tới tấp Tiếng bôm búp vang bảy sân nhà ba gian bếp Lúc em sơ hở con tiểu tam liền đạp em Một phát đau điếng Em ngã nhào nhưng miệng vẫn chửi Mày xong đời rồi con ạ Cuộc đời tao chưa có nào dám đánh tao đâu Mấy bà chị xã hội có tiếng đi theo em lúc này Thấy em bị đánh thì liền chạy vào kéo em ra Cơ mà đúng là ý trời Đúng ở đúng thời điểm Ngay lúc đó có bà bán mắm tôm đi qua ngõ Bà chị kia lao ra mua vội mấy bịch mắm tôm Rồi phi lại vào nhà đáp thẳng vào chỗ mấy con tiểu tam Con danh từ đầu đến chân ướt át bốc mùi thung thủm chạy ra ngoài Mấy con chó nhà hàng xóm đang hòng thấy nó Thì cũng giạt hết ra Chắc là vì thúi quá Đến chó cũng không ngửi được Xong trận đó thì anh Minh em cũng đá em có đôi lời nhắn nhủ là Chúng mày nên biết tao là ai Tao khi hiền thì khác Khi cáo thì khác Chúng mày xứng đôi vừa lứa lắm Một thằng khốn nạn à, và một con tiểu tam Nên chúng mày cứ mãi bên nhau Trăm năm hạnh phúc Còn với bé tiểu tam Chị cũng nhắc em Đã đến sau thì đừng có mà vênh mặt Thế nhá Chúc em có một cuộc đánh ghen ấm ảnh cả đời Mọi người hay nói mối tình 17 tuổi là mối tình đẹp và đáng nhớ nhất Năm 17 tuổi em cũng có một mối tình Mà mối tình này em không muốn nhớ chút nào Em crush một bạn nam học cùng lớp Ngay khi bạn ấy viết phát biểu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh Với vẻ tự tin và giỏi giang ấy Em đã bị bạn ấy hút hồn Em là con gái nên cũng ngại Chỉ định giữ riêng tình cảm ấy thôi Nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Bạn bè chơi trong nhóm của em thấy lạ lạ cứ hay đưa mắt mơ màng nhìn lén cậu ấy nên là sinh nghi Cha khảo em một lúc em cũng đành khai ra là đang crush cậu ấy Hôm đó Liên, một nhỏ bạn chơi chung trong nhóm của em còn ra sức ủng hộ Mày cua nó đi, mạnh mẽ giành lấy tình yêu của mày đi Tao ủng hộ mày, tao sẽ bắt đầu cho mày Nghe Liên nói thế thì nhóm bạn em chơi chung cũng mùa theo ủng hộ Liên bày cách cho em, mua nước tặng bạn ấy Nhưng em không dám đưa, Liên còn sung phong đưa giúp Lúc đó em đứng lấp ló nhìn Liên đưa nước cho Chris và Chris còn cười nữa cơ. Sau lần đấy, em vẫn hay nhờ Liên đưa quà, bánh nước mà em mua cho Chris. Lúc em ngồi cùng đám bạn, trong đó có Liên, em hay thấy Chris liếc nhìn nhóm em mãi. Khi ấy em còn tưởng là Chris đang nhìn em nữa kìa, làm em sung sướng quay sang kể với Liên. Ê mày, Chris nhìn tao, ôi vui quá, chắc cậu ấy cũng thích tao. Cảm ơn mày, tất cả là nhờ mày, đưa quà cho crush giúp tao lúc đó liên còn cười còn chúc mừng em sau đó liên còn xúi em đi tỏ tình với crush vì liên bảo rằng chắc chắn crush cũng thích em rồi em mang quà tỏ tình với vẻ chắc thắng lắm nhưng kết quả ê chề em đã bị crush từ chối em về khóc với liên liên còn chửi crush em một cách thậm tệ chắc thằng đó mù rồi nên mới từ chối mày em lúc đó còn rất cảm động vì liên nữa cơ nào có ngờ đâu Đùng một cái, vài tháng sau, cả lớp em xôn xao chuyện Liên và Crush đã thành một đôi. Em nghe như xếp đánh ngang tai. Cả nhóm chơi chung cũng rất sốc. Em cố giữ bình tĩnh, đến hỏi nhà bạn thân của mình. Cả lớp đang đồn là mày quen Crush của tao hả? Mày nói không phải là sự thật đi Liên. Sao có thể? Liên không phủ nhận việc quen Crush của em mà còn thẳng thừng nói. Ừ, tao đang quen anh ấy. Ngay từ lúc tao cầm ly nước này, mua cho anh ấy, tao đã vô tình hút hồn anh ấy rồi. Lúc đó tao biết crush của mày thích tao Nhưng tao thấy mày tội nghiệp quá Nên tao nhường cho mày cơ hội tán crush Nhưng mày kém quá Tán suốt mấy tháng trời Vẫn không tán được anh ấy Mà anh ấy vẫn liên tục trung tình với tao Tao cũng cảm động rồi Tao sẽ không nhường anh ấy cho ai cả Giờ anh ấy là của tao Mày đừng có mà đụng vào người yêu của tao đấy Mày mà động vào Thì gan mày tao cũng dám móc Em nghe đến đây thì sốc luôn Trong khi em gặp để nói chuyện rất nhẹ nhàng mà liên lại tỏ vẻ yếu đuối kể lể lại với tất cả mọi người là em muốn gây chuyện để đánh nhau vì liên đã cướp mất crush của em thậm chí crush của em bây giờ là bạn trai của liên sau khi nghe liên dỉ giả vào tai thì lại đến hâm dọa em là dù gì hai người cũng là bạn thân cậu định đánh liên vì tôi à tôi nói thẳng luôn tôi chỉ yêu liên chứ không hề có tình cảm gì với cậu trước tôi hay nhìn vào nhóm của cậu là tôi nhìn liên chứ không phải nhìn cậu Cậu đừng có mà ảo tưởng, cũng đừng có chơi ngu mà động người yêu của tôi. Nếu cậu đánh Liên thì đừng trách tôi con trai mà đánh con gái. Với cả tôi là học sinh xuất sắc nhất trường, nếu có đánh nhau thì thầy cô cũng sẽ thiên về tôi hơn là cậu. Cậu hãy lượng sức. Em bị Chris hăm dọa xong mà tim đau gấp bội. Em ăn Chris gấp, hủy luôn tình bạn quý hóa con Liên cho đỡ đau lòng. Giờ đây, giữa trưa trời nắng gắt, Liên và Chris cũng rủ nhau chạy ra ngoài sân trường chơi trò trốn tìm em nhìn thấy mà chỉ biết thốt lên ôi đầu điên em vẫn ngồi đây đợi luật hoa quả đến với hai người đấy mong họ sớm chia tay